colleagues at the Ho Chi Minh City Open University. On behalf of the University of Southern Queensland in Australia, we wish to say a big congratulations on your 30th year anniversary. What a wonderful achievement, a wonderful milestone. We at the University of Southern Queensland are so proud of our partnership with Ho Chi Minh City Open University. It is a partnership that was established since 2011. It is a partnership that is so important, a partnership that has been greatly successful and strong. We look forward to continuing working with you in the delivery of wonderful programs to the great Vietnamese community. Congratulations once again and looking forward to the future. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa được thành lập năm 1992. Đến năm 1994, trung tâm liên kết với trường đại học mở các lớp đào tạo cử nhân, kỹ sư, hình thức đào tạo từ xa. Về phía trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đánh giá là một cơ sở đào tạo từ xa năng động, chất lượng đáng tin cậy và có uy tín. Trong từng thời điểm tích hợp, nhà trường đã có những giải pháp hợp lý trong các khâu phối hợp, tổ chức quản lý đào tạo để động viên, khuyến khích người học, đồng thời tạo điều kiện cho đơn vị liên kết, phối hợp đạt hiệu quả cao nhất. Đạt được kết quả nêu trên là một phần nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo và đội ngũ giảng viên, nhân viên của hai đơn vị. Có thể nói mô hình hợp tác liên kết đào tạo từ xa rất có hiệu quả và cần được tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Trải qua quá trình nỗ lực tổ chức các lớp đào từ xa từ năm 2005 tính đến nay đã được 15 năm, trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên sung phong là trường đại học mở đã phối hợp tổ chức được 13 lớp với tổng cộng là 783 sinh viên. Các em sinh viên hiện giờ là cử nhân, có một số là học viên cai nghiện đã tái hòa nhập cộng đồng và đã có việc làm ổn định, và đây là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa và nhân văn. Đối với cán bộ viên chức của các cơ sở thì họ vào họ làm cái thời gian nó rất là áp lực, và dường như họ làm cả ngày, thậm chí là thứ bảy chủ nhật, nhưng mà có lớp đại học từ xa là có thể sắp xếp được cái thời gian rồi học tập ở những cái thời gian mà các anh chị này nghỉ, tức là xuống ca rồi để tổ chức học được. Và cái việc này nó hỗ trợ rất là lớn để mà các anh chị này có cơ hội được lấy bằng tốt nghiệp đại học, và đây là một việc làm rất là ý nghĩa trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới. Thật sự khi mà đến với trường đại học mở đó là một cái cơ hội một cách rất là tình cờ với mình. Nhưng mà khi mà mình đến rồi á, thì cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất á, chính là cái sự quan tâm của các thầy cô trong cái quá trình mà mình học. Ví dụ như là không chỉ là các thầy cô bên khoa sau đại học, những cái người mà hướng dẫn cho mình, mà còn là những cái thầy cô giảng dạy trong cái quá trình mà mình học nữa. Nhưng mà cái điều mà mình tâm đắc nhất á, là trong quá trình học mình đã được tiếp xúc, mình đã được trò chuyện và mình đã được lắng nghe cái lời giảng của các thầy cô mà trước đây giống như mình chỉ biết được qua các sách báo mà thôi. Và cũng có những thầy cô mà mình trước đây mình mặc dù chưa biết, nhưng mà trong quá trình học á, thì mình cảm thụ được cái tình cảm cũng như là cái lượng kiến thức quá là dồi dào của các thầy cô. Nhân sự kiện 30 năm ngày thành lập của trường thì thật sự là với tất cả những cái tình cảm mà mình đã được trải nghiệm thông qua cái quá trình học tại trường, thì mình thật sự mong muốn là trường sẽ ngày càng tiếp tục phát huy hơn nữa những cái giá trị, những cái thành quả mà trường đã đạt được trong suốt khoảng thời gian qua. Và không chỉ như vậy mà mình hy vọng là trường sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để có thể làm cho danh tiếng của trường ngày càng nổi tiếng hơn, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới. Về với trường hôm nay thì chúng em được trở về với ký ức của một thời sinh viên đẹp nhất. Đây là nơi mà chúng em được thầy cô chấp cánh bao ước mơ hoài bão và được trang bị đầy đủ kiến thức, hành trang để chúng em bước vào đời. Để rồi đây, những sinh viên ngày nào giờ đã thành đạt. Đã có nhiều sinh viên giờ đây là những cán bộ giỏi, những doanh nhân thành đạt, là lãnh đạo các cơ quan. Thành tích đó, niềm tự hào đó, chúng em xin được tôn vinh thầy cô với niềm tri ân sâu sắc. Sau nhiều năm trở lại,
thì cảm nhận đầu tiên của em là trường mình phát triển vượt bậc cả về vi mô và chất lượng đào tạo cùng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang và hiện đại. Nhưng có một điều mà đáng quý hơn mà chúng em luôn tự hào, đó là lòng nhiệt huyết, tình cảm cao quý của thầy cô với nghề, với chúng em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Để nhìn lại một cái quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, cũng như bản thân chúng em được đào tạo, dạy dỗ, trưởng thành từ mái trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua, thật sự là một vinh dự lớn dành cho bản thân em và của các bạn cựu sinh viên của trường chúng ta. Đó là một quá trình trải nghiệm của một mô hình giáo dục mới tại đất nước ta lúc bấy giờ. Một mô hình giáo dục mà bản thân sinh viên chúng em lúc đó không phải chịu áp lực về việc tuyển sinh đầu vào. Tuy nhiên, trường cũng yêu cầu rất cao về chất lượng đầu ra. Tự hào là những sinh viên được rèn luyện và trưởng thành dưới mái trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cũng rất vinh dự được Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp phân công gánh vác nhiều vị trí quan trọng và cũng đã tạo được những cái uy tín tốt trong cái hệ thống kinh tế chính trị của Việt Nam. Đó là niềm vui, niềm tự hào mà tất cả cựu sinh viên chúng em được báo cáo và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý thầy cô của nhà trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Và hoài bão, điều mong muốn nhất của cựu sinh viên chúng em là trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định hiệu quả của mô hình đại học mở, mô hình giáo dục hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới hiện nay. Sau cùng, em xin được đại diện các cựu sinh viên của trường gửi lời chúc đến tất cả quý đại biểu, quý thầy cô, các cán bộ viên chức trong toàn trường cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm qua để thực hiện thành công cái sứ mệnh cao cả của ngành giáo dục Việt Nam và sự nghiệp trong người như Bác Hồ đã dặn. Xin chân trọng cảm ơn.